Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh của Viết Phú. Hôm nay thì trong video hôm nay Phú xin giới thiệu với quý vị anh chị cô chú một vài cái sản phẩm. Hôm nay thì nhân tiện lúc gọi hàng thì có một số sản phẩm chưa review trên kênh nên là nay em tiện review quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo một vài món. Thì như thường lệ thì vẫn là những cái sản phẩm mà vẫn có khách hàng đặt đều là cái sản phẩm con hàu kia. Đây là sản phẩm bộ thận Tráng Dương đấy. Thì cái này thực sự nói là một sản phẩm tốt, giá thì hợp lý 400.000 ở Việt Nam. Một lọ uống một tháng. Mà cái này thì là ở Nhật bán rất nhiều, dùng rất nhiều. Mà khách ở bên em đặt rồi đặt tiếp cứ cái 3 4 lọ như này liên tục. Đấy. Thì chứng tỏ là công hiệu tốt thì người ta mới đặt liên tục vậy chứ không không phải tự nhiên mà người ta đặt liên tục vậy. Đết thì một lọ như này là 120 viên, uống ngày 4 viên, vị trí là 30 ngày. Đết thì đến tận 2024, tháng 2024 thì quý vị có thể uống không lo hết hạn nhé. Đấy thì hôm nay thì diễn viên chính là đây là cái đồng hồ Citizen này. Trước hết thì em sẽ và review một cái vài món là vặt ngày hôm nay trước, đi kèm trước. Đây là một cái kéo đa năng. Kéo này thì thường ở Việt Nam mình mua về để cắt gà, cắt thịt. Cái này thì nó có rất là mạnh, cái lưỡi quý vị có thể thấy lưỡi to vậy, dài vậy. Nó ở đây thì có cái lò xo để nó dẫn ra có vào, ở giữa thì có cái khóa. Cái này thì đây là có ghi chữ vạn năng, vạn năng Hasami, kéo vạn năng thì cắt giấy, cắt cành cây, cắt nhựa, cắt cắt tông, cắt thịt gà, thịt vịt này, rất là tốt. Thì em có đăng trên trang Facebook và có cái video đi kèm cắt gà của một anh khách có gửi ấy, cho em. Thì cái sản phẩm này là SK11 SML200, hai cái chiều dài, cái kích thước là 200. Đấy, kích thước là 200. Cái bề dày này nó tầm 8 đến 9 cm thì nó rất là dài, cắt rất là tiện. Đấy, cái bề dài này nó 8 cm, cắt rất là tiện, lóc thịt rồi cắt rất là tiện lợi, rất là ok. Cái này thì là hàng thành chưa Nhật Bản nhé, sản xuất thì tại ở Taiwan nha quý vị, Đài Loan nhé, là một trong những cái thị trường sản xuất rất là chất uy tín và chất lượng. Bên Taiwan là nó chất lượng tốt hơn là bên China mà vẫn bán ở ở đi các cái thị trường khác. Nhìn chung là như vậy, không phải cái nào thế, nhìn chung là như vậy. Cái này có giá về Việt Nam thì 300.000, nếu quý vị mua cùng một sản phẩm khác thì sẽ ship kèm sẽ 300.000, còn nếu ship một cái thì nó cái công đóng cũng như cái phí gửi hàng thì nó chênh thêm vài chục nghìn quý vị. Tiếp theo là cái sản phẩm radio Sony, vẫn còn nguyên bọc nguyên túi của cái ba sản phẩm này, ba anh khách có đặt thì em đã mua về nhưng mà chưa chưa đóng được kịp. Thì quý vị nhìn đây cũng có thể thấy được cái loa trong của cái này rất to. Nhìn có thể thấy được cái loa trong đó to, bát rất là tầm 5 cm đó. Cái này là một cái đài AM FM 108 MHz của Sony nha quý vị nhé, ICF 306 MIM radio FM này. Đấy. Thì cái này thì vừa dùng được pin, vừa dùng được nguồn. Đấy. Đây có cổng dây AUX 3.5, dây tai phone 3.5. Nên thì có chỉnh sóng, chỉnh âm lượng, anten. Đấy. Thì ở đây thì nó sử dụng là cái pin là có 3 nhân 2 pin này. Cái đơn 3 gata này cái kiểu pin là nhân 2 pin. Cái này thì Sony thì quý vị cũng biết là sản xuất cho thị trường Nhật Bản, nhưng tuy nhiên là cái này thì thị trường Nhật Bản nhưng mà sản xuất của Sony thì là 100%. 100% thì em không dám chắc nhưng mà 99 phẩy mấy trăm đó thì là sản xuất tại nhà máy Trung Quốc, tất cả các mặt hàng của Sony luôn. Từ ngày sinh nhật thì em chưa thấy cái con Sony nào mà đời mới sản xuất made in Japan cả. Còn cái đời cũ cách đây mấy chục năm thì vẫn bán ở hàng cũ thì có, còn cái đời mới thì chưa thấy một con nào cả. Cái giá sản phẩm này thì về Việt Nam là 1 triệu đồng quý vị, nặng nó gần gần hơn nửa cân này. Đây thì em sẽ đóng ba sản phẩm này cho ba anh khách. Và tiếp theo là sản phẩm của ngày hôm nay, nó đồng hồ ngày hôm nay, đồng hồ Citizen NP1026 từ 86A. Đây là của một anh khách ở Thái Nguyên có đặt cho em này.
Sản phẩm này thì công nhận là nó rất là đẹp. Đây thì có giấy và sổ hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành, đây là bảo hành thì đi kèm với cái sản phẩm này của cái Citizen Japan nha quý vị nhé. Cái này thì sách của nó em sẽ mở ra xem có tiếng Anh không, không có tiếng Anh nha quý vị nhé. Áp dụng cho thị trường Japan only, warranty well only Japan này. Cái này thì chỉ áp dụng bảo hành nội địa 1 năm tại thị trường Nhật Bản. Đấy, còn mình mua theo theo ngạch sách tay thì nó sẽ không bảo hành. Thì cái sản phẩm này thì thực sự là một sản phẩm rất là đẹp. Quai thì bằng thép không gỉ, có màu vàng và màu 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 này, màu gì? Silver. Sẫm một chút. Xung quanh thì có viền mạ vàng. Ở trong thì các cái sổ thì bằng ký tự La Mã và màu xanh. Ở góc của 7 giờ thì có lộ cái tim máy. Cái này thì là một con máy automatic nha quý vị nhé. Đây có ghi automatic made in Japan ở dưới góc này. Đấy, ở góc 6 giờ thì có dòng chữ made in Japan nhỏ nhỏ. Cứ qua video này hơi khó nhìn một chút. Tuy nhiên thì ở phía sau này cũng có ghi. Thế này cũng có ghi, tí nữa sẽ là cho quý vị coi. Góc 5 giờ thì có kim dâm. Góc 9 giờ thì nó vẫn đây là cái gì đấy ngày à? 24 ở đây là có giờ. Góc 9 giờ thì là có phút giờ là giờ. Đấy thì 3 giờ thì là cái núm kim chỉnh. Đấy cái này thì kim giờ đây gần gần 4 giờ thì trên này gần 4 giờ trên cái đồng hồ mặt nhỏ này. Đấy, thì ở phía sau sau máy thì có thể thấy được cái lộ cả cái máy luôn nha quý vị nhé. Các cái thông tin ghi ở trên này thì có mặt kính sapphire này. Đấy. Mặt kính sapphire em sẽ lật soi sáng cho quý vị coi. Đây là sapphire nha quý vị nhé. Đấy. Mặt kính sapphire made in Japan này. Đây. Đây là cái thông số của máy này. Citizen Watt tấm CO này. Boston Steel này. Em không gì này. Trong máy thì có thấy ở Citizen và Japan ở phía trong máy luôn, trong luôn mặt là mặt sapphire và kích thước của đồng mặt Dio này là 40 mm này, 40 mm. Cả cổ tay đeo thì tầm 15 15 16 16 cm cổ tay thì đeo là đẹp. Nhà 11 mm bề dày. Cái sản phẩm này thì chống nước đến 50 m nha quý vị nhé. Thì dưới này thì ở những cái quai thì vẫn là Citizen, logo Citizen là list chắc không dễ. Tại sau này là Citizen tiếp. Đấy. Thì cái sản phẩm này giá niêm yết tại Nhật Bản thì nó khá là cao, nó tầm trên 7 triệu mấy gần 8 triệu. Tùy thời điểm mà sale nha quý vị nhé. Và giá niêm yết thì nó là như vậy. Còn cái giá mà săn sale bên em về Việt Nam thì nó rơi tầm 7 triệu về Việt Nam, là đã bao gồm cước phí vận chuyển về đến kho ở Hà Nội nha quý vị nhé. Còn cước vận chuyển từ Hà Nội về đến các tỉnh lẻ thì tùy cái khoảng cách giữa Hà Nội và các tỉnh là bao nhiêu thì cái chi phí nó rơi tầm mấy chục đó. Thì cái đấy thì bên em sẽ gửi đi cho quý vị, chứ còn cái cước thì bên em sẽ không không chịu nha quý vị nhé. Quý vị sẽ trả thêm mấy chục nghìn đó khi nhận đồng hồ và trả thêm bưu điện. Đấy thì sản phẩm này thì có thể rất đẹp. Ở đây có cái cơ automatic này, Zidomaki tự động và cuốn máy tự động ấy. Made in Japan. Đấy, giá là 7 triệu đồng về Việt Nam và đã bao gồm cước phí vận chuyển. Đấy thì là một sản phẩm của một anh khách ở Thái Nguyên đặt, rất là tuyệt vời, một sản phẩm rất là đẹp. Hôm nay đã giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú. Thì có một số sản phẩm truyền thống hay người ta hay đặt, cũng như là có một số sản phẩm mà giờ mới review lên trên kênh, ví dụ cái đàn Sony này, cái kéo cắt gà này, cái kéo cắt gà này em bán trên trang Facebook thì đã bán. Thì giờ này review thế này em review. Ngoài ra thì có một cái sản phẩm này là một cái sạc Makita pin Lion 7,2 V, mã là DC07SA. Khi lấy em đặt cái hàng nhưng mà thằng cha kia nói
gửi cho em cái hàng này, nó gửi nhầm, thế nó cũng không lấy lại nữa đấy. Đấy, nó cũng không phản hồi lại cho mình, bật trọn thế thì. Cái hàng này thì sạc pin của trong máy cầm tay Makita đấy, sạc ok, xác nhận thông lưu pin ok, điện điện lưu lưu điện sạc điện ok đấy, thì giá của cái này bán 350.000 về Việt Nam quý vị, thanh lý hàng chứ không không lấy lời gì ạ. Makita này thì mấy cái đồ phụ kiện đi kèm ấy đa số sản xuất tại China, kể cả máy, còn đa số cái phụ kiện này thì hầu như là 100% là sản xuất tại China rồi, sạc rồi pin này không có sản xuất tại Nhật đâu, có cái máy thì có một số mã sản xuất tại Nhật thì có, còn pin sạc pin là không sản xuất tại Nhật. Vài luôn cho nó dễ. Đời mới nhá, không có nhá. Đời cũ thì rất là lâu rồi có thể có, nhưng đời mới thì thôi là không có. Đấy thì nay xin review đến quý vị anh chị chú mấy sản phẩm như vậy. Ngoài ra các sản phẩm laptop, loa đài thì em vẫn làm theo cái yêu cầu order. Thế em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị cô chú luôn ủng hộ theo dõi kênh Viết Phú và ủng hộ các sản phẩm bên em. Em cũng xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các cái video lần sau. Số điện thoại Zalo cũng như Facebook cho em có để dưới phần comment và trên cái video thì quý vị có thể liên hệ Facebook Zalo qua với em để khi có nhu cầu quan tâm sản phẩm nào cần thêm thông tin hay là đặt hàng. Xin hẹn gặp lại trong video lần sau. Em xin cảm ơn sức khỏe của quý vị anh chị và chú ạ.